Bởi vậy, Đại Bồ Tát nghe Pháp môn này nên sinh tâm đại hoan hỷ, dùng tâm tôn trọng cung kính, đảnh lễ thọ trì. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát tin ưa kinh này sớm sẽ đắc được A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đà. Phật tử, nếu có Bồ Tát trong vô lượng trăm ngàn ước na-do-tha-kiếp thực hành lục độ ba-la-mật, tu tập các thứ pháp bồ đề phần nhưng chưa từng nghe pháp môn đại oai đức không nghĩ bàn này của như lai hoặc đã nghe rồi mà không tin không hiểu không thuận không vào thì không phải là bồ tát chân thật vì không thể sinh vào nhà như lai nếu nghe được pháp môn trí huệ không chướng không ngại vô lượng không thể nghĩ bàn này của như lai nghe rồi tin hiểu tùy thuận ngộ nhập thì nên biết người đó sinh vào nhà Như Lai, tùy thuận tất cả cảnh giới Như Lai, đầy đủ tất cả các pháp Bồ Tát, an trụ cảnh giới nhất thiết chủng trí, xa lìa tất cả các pháp thế gian, sinh ra tất cả hạnh của Như Lai tu, thông đạt pháp tánh của tất cả Bồ Tát, nơi tự tại của Phật tâm không nghi hoặc, trụ pháp không có thầy. Vào sâu cảnh giới vô ngại của Như Lai Phật tử Đại Bồ Tát nghe Pháp này rồi, bèn hay dùng trí huệ bình đẳng, biết vô lượng Pháp, bèn hay dùng tâm tránh trực, lìa các phân biệt, bèn hay dùng ưa thích thù thắng, hiện thấy chư Phật, bèn hay dùng sức của ý, vào cõi hư không bình đẳng, bèn hay dùng niệm tự tại, du hành vô biên Pháp giới, bèn hay dùng sức trí huệ đầy đủ tất cả công đức, bèn hay dùng trí huệ tự nhiên, lìa tất cả dơ bẩn thế gian, bèn hay dùng bổ đề tâm vào tất cả lưới mười phương, bèn hay dùng đại quán sát biết chư Phật ba đời đồng một thể tánh, bèn hay dùng căn lành hồi hướng trí huệ vào khắp pháp như vậy. Chẳng vào mà vào, chẳng ở nơi một pháp mà có sự phan duyên, luôn dùng một pháp mà quán tất cả pháp phật tử đại bồ tát thành tựu công đức như vậy làm ít công đức sức lực mà đắc được trí vô sư tự nhiên bấy giờ bồ tát phổ hiền muốn thuật lại nghĩa này mà nói kệ rằng thấy nghe cúng dường các như lai đắc được công đức không thể lường ở trong hữu vi chọn không hết phải diệt phiền não lìa các khổ ví như nuốt vào chút kim cang chọn không tiêu hóa phải lọt ra cúng dường thập lực các công đức diệt hoặc sẽ được kim cang trí như cỏ khô chất đồng tu di ném vào chút lửa sẽ cháy sạch cúng dường chư phật chút công đức sẽ dứt phiền não đến niết bàn núi tuyết có thuốc tên dược vương thấy nghe người xúc tiêu các bệnh nếu ai thấy nghe đấng thập lực được thắng công đức đến phật trí